hiệp một trận đấu trên sân Tottenham Hotspur. Cổ động viên chủ nhà thi nhau ném các mảnh bia được vò nát xuống sân, cản trở Cole Palmer và Enzo Fernandez thực hiện phạt góc. Các nhân viên an ninh phải vào cuộc để làm dịu tình hình và dọn rác. Nhưng đến cuối hiệp, cổ động viên chủ nhà tiếp tục hành vi xấu, khiến trận đấu có lúc bị gián đoạn. Theo tờ Mirror, Liên đoàn bóng đá Anh đang điều tra vụ việc. Tottenham Hotspur có thể phải trả giá nếu bị cáo buộc không quản lý được cổ động viên. Cổ động viên Tottenham Hotspur từng thực hiện hành vi tương tự năm 2022. Khi đó, cựu trung vệ của Chelsea, Antonio Rudiger cáo buộc bị ném bật lửa từ khán đài, dẫn tới cảnh sát bắt và phạt hai thủ phạm. Trong trận đấu vừa qua, Dominic Solanke và Dejan Kulusevski giúp Tottenham Hotspur dẫn 2-0 chỉ sau 11 phút, trước khi Jadon Sancho gỡ một bàn cho Chelsea ở phút 17. Sau giờ nghỉ, Enzo Fernandez và Cole Palmer liên tục đáp trả hành vi của cổ động viên chủ nhà bằng các bàn thắng. Tiền vệ người Argentina Volley ghi một bàn, còn ngôi sao người Anh lập cú đúp trên chấm 11m giúp Chelsea dẫn ngược 4-2. Tottenham chỉ ghi được thêm một bàn nhờ công Son Heung-min ở phút 90+6. Thất bại trong trận Derby London khiến Tottenham Hotspur rơi xuống thứ 11 ngoại hạng Anh với 20 điểm sau 15 vòng, kém top 4 7 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Ange Postecoglou đang trải qua 4 trận không thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 2 thất bại. Trái lại, Chelsea bay cao với vị trí thứ 2 và 31 điểm. Đội bóng của Palmer chỉ kém Liverpool 4 điểm và hơn Arsenal 2 điểm. Trận Derby London giữa Tottenham Hotspur và Chelsea kết thúc với chiến thắng 4-3 nghiêng về phía Chelsea. Tuy nhiên, trận đấu bị ảnh hưởng bởi hành vi ném bia xuống sân của cổ động viên Tottenham Hotspur, khiến Liên đoàn bóng đá Anh đang tiến hành điều tra. Tottenham Hotspur đối mặt với nguy cơ bị phạt do không kiểm soát được cổ động viên nhà. Thất bại này khiến Tottenham Hotspur tụt xuống vị trí thứ 11 ngoại hạng Anh, trong khi Chelsea vươn lên vị trí thứ 2.